Ok anh em ơi, và bây giờ chúng ta cùng trở lại với tiếp tục video tiếp theo. Thì ở lần video này Khải sẽ tiếp tục anh Evan. Evan Noel nha anh em. Nói chung là mùa này thì đang tháng 12 rồi. Sắp tới là chúng ta sẽ đến đó là một sự kiện, đó là lễ Giáng sinh. Thì ở game này thì cũng xuất hiện một cái event, đó là lễ Giáng sinh ăn lành. Thì hôm trước Khải cũng đã anh Evan cho con nhỏ Đan rồi, anh em cũng biết rồi. Thì bây giờ chúng ta cùng tiếp tục ăn con đường môn nha anh em ơi. Lần này Khải ăn thêm Evan tiền vạn trong đường môn nha anh em ơi. Evan su thì Khải tốn hết 10 kim với lại khoảng gần 2k dạng, thì tổng thở là gần 12 kim. Rồi Evan tiền vạn thì Khải tốn khoảng 5k vạn với khoảng tầm 2k dạng nữa thì khoảng tầm 7k dạng nha anh em. Đó, cho anh em xem này. Vì cái lượng ép như thế nào đem về trung tâm này. Lúc này Khải ép từ lúc chiều rồi. Định đợi tối nay Khải Evan cho anh em xem á. Đó anh em ơi. Evan su á thì chúng ta sẽ ép khoảng 10k su kèm với khoảng 2k vàng ở điểm tốn kim. Và Evan tiền vạn thì chúng ta sẽ tốn 5k vạn, tương đương là 1.000 cái đó nè. Thì 5 vạn nhân lên là 5k vạn kèm với tương đương điểm tốn kim thì nó khoảng tầm 7k vạn nha mọi người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên bây giờ chúng ta lên mặt cao quật đi. Mặt cao quật đi. Lưu rương thành đô đi. Lưu rương thành đô lên mặt cao quật đi. Cái gì đồ full thì Khải sẽ chuyển về còn lon nó giữ luôn, không phải đi lung tung mất thời gian nè. Rồi chúng ta sẽ lên mặt cao quật. Ê lộn. Này nó phong độ rồi. Mặt cao quật là một trong những địa điểm cũng khá đẹp anh em ơi. Lên đến góc này Khải hay đứng góc này để Khải ngắm cảnh nè nè. Đó. Lần này anh nghe anh em cho anh em xem nha. Trong thời gian nó chạy lên thì chúng ta cùng xem sơ qua cái Giáng sinh ăn lành này của cùng mấy chủ này sẽ như thế nào và gồm những phần thưởng như thế nào, cho anh em xem sơ qua. Đây anh em ơi. Anh em ơi, vừa bắt đầu vào lúc ngày mùng 4 tháng 12. Thì hôm nay là ngày 12 rồi, khoảng 7 ngày. Thì bắt đầu Khải tiếp tục anh con tiếp theo. Thì mấy cái này nguyên liệu đánh rơi ra này anh em ơi. Sau khi mở xong sẽ được áo, nón, quần Giáng sinh. Với Giáng sinh này sẽ mua ở điểm quân nhu quang như thế này, 150 điểm tống kim cho một cái. Đó. Này. Kèm với chuông Giáng sinh. Cái với Giáng sinh là em quên tiền vạn này mọi người. Thì nếu mua tiền vạn thì sẽ tốn 600 vạn kèm với 50k điểm tống kim. Còn nếu mua điểm tống kim thì 150k điểm tống kim. Đó. Còn chuông Giáng sinh thì cái này thì mình có thể đi tranh quá nhiếm này nọ ra. Hoặc là anh mua 50k điểm tống kim được 1.000 cái đợi ép. Rồi khăn tròn này, cái này là Evan khăn tròn này. Đó, cái này là mua ở Tương Dương này. Cái này là 10 số mua Tương Dương này. Đó. Đó. Rồi, ok. Cái này là 1 vạn 6 cho em. Cái này là Evan su á. 1 vạn 6 luôn nè. Đó, cái này tốn vớ nè. Evan tiền vạn cũng tốn vớ cho em. Evan tiền vạn cũng tốn vớ này. Đó. Thì tốn khoảng 1k 6 vạn với lại 50k điểm tốn kim, hai cái như nhau. Cái này Evan tiền vạn vừa rồi Khải ép rồi em ơi. Thì tổng thì Evan sâu khoảng 12k. Evan thì tiền vạn khoảng tầm 7k. Là khoảng tầm 19k dạng hết. Khoảng 19 kim hết đi. Tổng thưởng 19 kim hết đi. Sau khi anh mất Evan tiền vạn sẽ được 300 tốt cá nhân, 300 tốt đương ban hội. Đó, và kèm với kinh nghiệm là khoảng 10 tỷ. 10 tỷ ép. Rồi. Đã Evan sâu này em ơi, sẽ được 20 tỷ. Thì cái nguyên liệu ép là như thế này. Đồ đạt vật phẩm thì được hộp quà xung quanh mấy cái này. Hôm trước Khải ăn ra mà Khải không làm được gì hết em ơi. Không biết là khi nào được ăn. Rồi mạnh biết kiếp thì bình thường quá. Mạnh ngựa là bình thường quá. Rồi tốt bàn hội tốt cá nhân. Mạnh rương là bình thường quá. Vé số bình thường quá. Hộp quà ông dành Noel. Cái này hôm trước Khải cũng mở ra mà Khải ăn thì nó chết ra mấy cái chuông này nọ em ơi. Cây thông cành thông này. Cái này ăn lấy kinh nghiệm thôi. Nó không có được gì hết. Rồi ăn được chủ yếu của chống phái này. Tìm kỹ năng và tiềm năng này. Và chống phá linh dược và chống phá linh đơn. Kỹ năng và tiềm năng cứ được một bộ này là tương đương một cấp này nè. Một kỹ năng và 5 tiềm năng. Đó. Và mảnh 120 bình thường quá, tiểu đại bình thường quá. Để bài boss này. Là hộp mảnh thạch anh, quá tiểu, hống binh, thủy tinh, tinh hồng quá thạch, phục duyên, thiết là hán, bằng nhược, sơ đời dân hồ, tiên thấu lộ, quá tiểu thiên sơn, đại lực, phi tốc, sắc thủ lỡ hộp, đảm bảo phong độ. Đó. Sau khi được đặt móc thì sẽ được nhận thêm kinh nghiệm theo từng móc nữa. Có lại một vòng sáng 20 ngày cộng 200 sinh lực. Và vẫn là tốt ban hội và cá nhân. Tiếp bình tinh, tiếp hòa tinh, khánh cảnh 5 này. Và sinh lực 200 này.
Rồi đại thần 120 hợp tối phiến. Mấy cái này thì bình thường nè mày. Bảo rương nhu tinh hiệp cốt. Rồi hình hình sẽ được một trong những trang bị như thế này. Sau khi đọc mắt 1000 nè mày. Sau khi đọc mắt 1000 sẽ được hình xui. Sẽ được những trang bị như là ăn đỉnh quốc, nhu tinh, rồi hiệp cốt, ăn bang. Như hôm bữa anh em trong bang mình mở ra anh Evan xong ra được cái ngọc bội ăn bang này mà. Quá dữ luôn. Rồi rồi sau khi ngựa các kiểu này bình thường mà. Rồi tiếp tục là càng khôn đại thành 90. Rồi ngựa sân cái này bình thường quá. Rồi chủ chốt vẫn là sẽ kiếm cái phi phong này mà. Sau khi ăn được mát sẽ được ngôi sao Giáng sinh này. Sẽ được phi phong kỹ năng tìm phi phong kỹ năng và phôi kỹ năng gì khác tất cả kim cương bào và phôi dáng sao bào kỹ năng 5 ngày. Đó hoặc là 30 kiếp. Rồi ok chúng ta cùng trở lại anh Vân cho anh em xem. Anh em đang xem đừng quên đỡ lại cho video anh Vân này một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Đó nói chung này cũng tương đối nè mà. Đây lớn hứa là giờ ăn bàn lại ngon đúng rồi. Rồi khui nè em ơi. Đầu tiên Khải sẽ anh Vân tiền vạn trước nè em ơi. Em Vân tiền vạn Khải anh 7 cái vạn Khải đỡ úp kinh nghiệm thôi nè em ơi. Rồi cánh một tiền vàng trước đây. Cái này ơi, cánh xong đã lấy tốt bằng hỏi cá nhân này. Đây được tiếp tục. Ở bên tiền vàng chứ úp cấp nó không nè. Một lần là khoảng tầm 500 5 triệu 6 triệu và random là 8 triệu. 8 triệu là cao nhất 7 triệu rưỡi 6 triệu đó. Anh khi nào đạt cái số lượng 10 tỷ thì thôi nè. Cái này có thể ép thêm nhiều lần. Anh khi nào đạt 10 tỷ thôi. Đây mới có 2 tỷ mấy, 3 tỷ nè. Anh em thấy bên này nè mà. Sau khi ăn được 500 mấy thì 510 mấy cái thì được 3 tỷ 2 rồi nè. Này anh khi nào mắc được 10 tỷ thì nha nè. Chắc là anh em có thể ép được nhiều bộ lận. Ít nhất phải anh em ép phải 1.500 cái thì mới ra mới mắc được 10 tỷ nè mà. Cái này thì ăn được rồi. Gần 6 tỷ này. Lấy top bằng hỏi cá nhân nè. Nhưng yếu ấp kinh nghiệm nè. Ồ anh hết như này được mới có 179 cái mỗi loại à. Có thêm một phần một cấp nè. Rồi tục cái này mới anh em Vinh Su nè nè mày. Anh Vinh Su mới có đồ nè. Này anh em Vinh tiền vạn được 6 tỷ kinh nghiệm rồi. Rồi khui khui nha nè. Hello nè mới vô nha. Kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ. Và đừng quên đỡ lại video khá một like chia sẻ ủng hộ cho nha nè. Đang phải kéo cái logo này xuống à. Cái này nó chóng nó chán quá. Nó chán quá nhau quá. Rồi ok. Hộp nè. Thiếu 4 tỏi đúng rồi. Thiếu 4 tỏi được mát nè mày. Chắc phải ép thêm rồi nó mới mát được. 1000 cái không mát hết được 10 tỷ. Mảnh ngựa phi dân 1. Trời ơi. Dân 1 có chịu vậy. Phúc duyên chung. Nốt ơi. Tiền thổ lộ. Mạch nạ miếng bánh 5. Một lần bài bot thì phú dân tiểu thì thổ lộ đâu trắng trắng đơn linh dược đâu đâu lên linh đơn linh dược ở đâu rồi kiếm mấy cái úp cấp rồi này 59 tỷ úp được một cấp 132 này anh nghe vần này chắc khoảng 131-140% mạch nạ mấy năm. Cái tay à? Cái tay hơi bị chậm anh em ơi. Khui. Tiền thổ lộ. Cái tay ok. Muốn cái tay cho anh em cái tay luôn. Khả năng đợi xuống phía 1 anh em thấy cái tay luôn. Như này. Sát thủ lơ hộp. Sát thủ lơ hộp. Mấy cái này không đi vượt ai. Lâu quá không đi. Mấy mấy năm. Cô Dương Tiểu. Chẳng lên đơn rồi đâu rồi. Tránh rương luôn chưa thấy món gì luôn anh em ơi. Cánh mình tiền thổ lộ cho nó thôi. Mảnh bông tiêu 2 ở đâu? Mảnh bông tiêu 2 hàng hiếm mà. Không minh thật là mấy quần què gì đâu. Lượng bài boss. Đang gom lượng bài boss cuối tuần đánh cho anh em xem cho vui anh em ơi. Khoảng 20 con là đánh được rồi. Hộp quà xuống may mắn. Tiền thổ lộ. Mảnh 120. Đó. Một kỹ năng làm cái gì. Mình cần tiềm năng lắm ơi.
Lại hai cục. Đổi đổi tiềm năng anh em ơi. Lại một cục tiềm kỹ năng nữa. Đúng môn thì cần tiềm năng thôi anh em ơi. Kỹ năng không cần lắm. Đúng môn tầm này điểm kỹ năng khá mát rồi anh em ơi. Còn thừa đến mấy điểm nữa. Nâng vô 20 mấy điểm bom 7 hùng mày thừa quá trời. Chiếu giả. Đồng bài bot. Hơn 500 cái rồi anh em ơi. Anh em đang xem đỡ lại một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Video này cố gắng ủng hộ Khải 200 like anh em, 200 like mạnh anh em ơi. Hiện tại anh em đang theo dõi tại cùng mấy chủ S9 Giang Sơn Ký Sử. Trang chủ game đó là công thành chiến sư.net. Một trong những phiên bản hoạt động 1XT0 kéo C và phiên bản hoàn toàn đồ xanh nha anh em ơi. Tái hiện lại một giải lâm trường kỳ chuẩn nhất của phiên bản 2006 nha anh em. Và ngày hôm nay thì anh em đang xem Khải Nguyễn Vinh Evan của server này nha anh em ơi. Và đây là Evan là Giáng sinh ăn lành nha mọi người. Ba cục rồi. Ok. Mỗi ạc ăn được 14 cái nha năm. Mạnh biết kiếp số 3. Một số 3. Một số 6. Gom nhiều nhiều rồi. Hơn hơn nó được một bí kiếp tùy chọn nè. Một hộp rương mảnh như tình hiệp cố. Tiền thổ lỗ quá tử. Quá tử lại làm đầy nó mấy chục xu rồi nè mày. Ngon nghìn cái à. Bỏ qua đây thì nhìn đẹp không. Ra ngay tiềm năng đâu. Đủ cho mấy cục tiềm năng em rồi anh em. Đồ đừng bài boss em đánh rồi Long ơi. Em đang. Ôi sao anh đánh làm cái gì mà đánh. Gì đây. Sao quyền 3. Lệnh may mắn, độ mặt nạ may mắn, mang cái mặt nạ may mắn cho coi. Đại lực lợi bao. Phú Dương Tiểu. Ô. Tiềm năng nam nam. Này hai đến ngày 15 mà, khả anh sẽ chưa làm một cái nha em ơi. Khả anh sẽ chưa làm một cái nha mọi người. Khả chưa làm một cái khi nào hết cái phi phong rồi nè. Khi nào hết phi phong Khải sẽ mở nha nè. Tại vì Khải mở cây cuối sẽ được càng khôn nè. Rồi có thể hình xui ra mi phi phong nè. Chứ giờ mở lỡ ra phi phong mất công nè mày. Đó hiện tại phi phong Khải còn đến 4 ngày lần. Tiếp tục rồi full rương. Cái gì cắt ở đây á. Ồ. Nhớ là mình lưu thành đồ đông rồi mà trời. Hay náo nhớ ta. Ra đường cục tiềm năng anh em ơi. Ngon rồi. Cố gắng thêm cục tiềm năng nữa đẹp. Còn 132 cái nữa. Hãy dọn rương qua bên kia bớt rồi nhớ nè. Đúng rồi. Tới ngày công thành chiến hãy mở là đẹp anh em ơi. Tầm này không nên mổ số làm gì. Bước bên này chặt rương. Bước này không có giá trị lắm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bàn tiền thổ lộ khoảng 200 xu nè. 4 lần bài boss khoảng 400 xu nè. 600 nè, 5 con nè. Là 1k2, 1k2 rồi nha nè. 1k2 xu rồi nha. Nói chung là Evan lần này chắc là Khải không tổng thở được. Tại vì là chúng ta còn cạn khôn này nọ phi phong nữa. Nói chung là anh Evan không lỗ nó thiệt là anh em là. Anh Evan không bao giờ lỗ. Khẳng định anh em không bao giờ lỗ. Nhưng tình hồn đựng 100 xu nè. Cái 3 này đừng chăm xuống lên cái 4. Rồi. Cái 4. Rồi, khui anh em ơi, tiếp tục. Không vô lỗ anh em ơi, cái 4 cái này được 3 cái khoảng 150 nữa. Cho con cái rưỡi đây. Cái rưỡi cho con gần cái 6 đi. Rồi, con cái 6 rồi. Rồi, bỏ qua con cái, ăn tiếp. Khui. Một tiếp tục mặt nạ. Tiềm năng đây. Viên đại. Làm mấy cục tiềm năng nữa thôi. À, mình vẫn mở được nè. Mình ăn full luôn nha. Tại vì cái phi phong. À đúng rồi không được. Đỡ ngày cuối nữa mà.
ở gần gần công chiếu mở luôn em ơi. Thằng này mở phí lắm, lỡ ra bị phong lúc đó gần công chiếu mình mua không ra, quên đấy chứ. Càng khôn chắc chắn sẽ có, càng khôn sẽ 4 kim nè. Càng khôn sẽ 4 kim, chắc chắn sẽ có. Ồ, không có. Rồi, ok. Cái cuối cùng này Khải đợi dành nha em ơi. Ngày gần công chiếu Khải sẽ mở, Khải sẽ kiếm phi phong. Hay là có thể qua chủ nhật Khải sẽ mở kiếm phi phong. Rồi. Rồi chúng ta đã chốt là khoảng 1 canh năm đúng không nào? 1 canh năm rồi. Canh năm rồi, cục này khoảng hiện tại server đang bán 1 kim là 2 canh năm. Cục này 1 kim nữa, cứ một cục là 1 kim là 3 kim nữa, nói chung là được khoảng 5 kim rưỡi rồi. 5 kim rưỡi rồi. Mở thêm cái túi lúc nãy được ra cái càng khôn 4 kim nữa là được thu lại khoảng 9 kim rưỡi. Cũng có thể thu lại được 10 kim, nói chung là không lỗ đâu em ạ. Rồi, với lại được bộ khác tất cả này nọ được kim nữa là được 11 kim. Nói chung là bỏ hết 12 kim, anh lại 11 kim không có lỗ nha mọi người. Rồi ok, Khải cắn cái này nha. Rồi Khải đổi tiếp tục cho Khải đổi 3 cục này về 3 cục tiềm năng nữa là đẹp nha nè. Cứ một cục tiềm năng là 5 tiềm năng này. Đó. Rồi. Đây. Ok. Rồi đào Khải đổi. Rồi. Anh em xem video của anh Even này đừng quên đỡ lại cho Khải một like, chia sẻ, hỗ trợ nè mày. Hiện tại vòng sáng Khải cũng đang còn thừa nên là Khải không cắn nữa mày. Giờ Khải cắn cái này là vòng sáng nó lên luôn nè, nó có vòng sáng luôn. Khải không cắn cái này, đợi danh nha. Đừng có bằng ngày đó Khải sẽ cắn. Lúc đó Khải sẽ lấy thêm thời gian gia hạn của càng khôn này nọ luôn. Chứ hiện tại hôm trước Khải mới ăn càng khôn nè, còn 12 ngày lận. Giờ mở ra thì nó càng khôn nó hết hạn sớm phí nè. Rồi, anh em xem video nhớ like chia sẻ mạnh ủng hộ video nè mày. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ nha năm. Những video lần sau Khải nghe phần tiếp theo Khải sẽ up cho anh em xem nhé. Cũng như là trên live anh em xem trực tiếp cho vui nha năm. Còn em nào xem rồi thì đừng quên sau này Khải up video lên năm. Thì anh em có thể ủng hộ tiếp tục là cho Khải một like nha năm. Có cái ủng hộ tiếp tục cho Khải một like nha mày. À chưa nói cái này nữa, 346 cái này được khoảng 300 xu nữa nè. Đó, trong là khoảng tương đối là thu lại 12 tỷ á. 12 kim á, không yếu, không ít đâu nè. Đó. Rồi, ok luôn. Đó, ít hôm nữa anh em mình nữa cho nó có vòng sáng nè mày. Thằng này chưa còn ăn số nè mày.